Arsenal mở đầu tháng 12 đầy rung bão của mình với chuyến hành quân tới sân Old Trafford của đội chủ nhà Manchester United. 8 trận đấu trong vòng 1 tháng, đây chắc chắn là một giai đoạn thách thức thực sự dành cho Arteta và các học trò. Arsenal đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và nếu có một kết quả có lợi trước Manchester United, pháo thủ hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Khi kình địch của họ, West Ham sẽ phải gặp những đối thủ rất mạnh trong thời gian này. Manchester United mặc dù đã trải qua những giai đoạn khó khăn, nhưng với hiệu ứng của nhà cầm quân mới, Arsenal chắc chắn sẽ không dễ để cầm 3 điểm mang về. Quỷ đỏ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Tuy nhiên như mọi khi, Man United luôn có rất nhiều sự thay đổi qua mỗi trận đấu. Maguire và CR7 đã quay trở lại trong đội xuất phát của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của Wan-Bissaka đã không được đăng ký thi đấu và thay vào đó là cầu thủ trẻ Talot. Có thể chấn thương tay trong trận gặp Chelsea đã khiến anh không kịp hồi phục và khiến cầu thủ người Anh không thể ra sân. Đây được xem là một mất mát khá lớn dành cho Quỷ đỏ khi Wan-Bissaka có thể kém trong khâu tấn công, nhưng anh vẫn khá chắc chắn trong khâu phòng ngự. Dalot, mặt khác, vẫn khá non nớt trong những lần được thi đấu gần đây của anh. Bên phía đối diện thì Arsenal của Arteta cũng có những sự thay đổi tương đối bất ngờ. Saka với chấn thương gặp phải trong trận đấu với Newcastle đã không thể xuất phát ngay từ đầu. Sabi Lokonga mặc dù đã chơi những trận đấu rất hay trước đó, nhưng lại bị thay thế bởi Mohamed Elneny. Đây quả là một sự thay đổi mang tới nhiều bất ngờ của Arteta. Arsenal như thường lệ luôn nhập cuộc rất chủ động. Chỉ trong vòng 2 phút đầu tiên của trận đấu, pháo thủ đã có cho riêng mình 3 tình huống phạt góc. Tuy nhiên, đối khách đã không thể tận dụng thành công. 15 phút đầu chứng kiến chất lượng chuyên môn khá tệ khi cả cầu thủ hai bên đều liên tục chuyển hỏng và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Tuy nhiên, một tình huống vô cùng hy hữu đã xảy ra và có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh chúng ta được chứng kiến điều này. Trong một tình huống đá phạt góc lộn xộn, Fred đã vô tình gây ra chấn thương và khiến thủ thành đồng đội của mình là De Gea phải gục ngã xuống sân đau đớn. Tuy nhiên, trọng tài không cắt còi và Smith Rowe đã có cơ hội vô cùng tốt để ghi bàn vào một khung thành trống rộng mở. Trọng tài Martin Akington ngay sau đó thì đã dừng bóng. Tuy nhiên, sau khi có những thảo luận với trợ lý phòng VAR, bàn thắng được công nhận dành cho Smith Rowe. Đây hoàn toàn không phải là một tình huống không fair play khi các cầu thủ của Arsenal. Đơn giản, đây là lỗi của các cầu thủ MU và họ phải trả giá cho điều đó. Bàn thắng gây tranh cãi thực sự khiến bầu không khí tại Old Trafford như bùng nổ. Arsenal như mọi khi vẫn chủ động lùi sâu phòng ngự khi có bàn thắng dẫn trước và họ đã làm rất tốt điều đó. Man United đã dồn lên rất nhanh sau bàn thua, nhưng trong một ngày mà Sancho bị Tomiyasu khóa chặt, những đường lên bóng của Man United đã bị hàng phòng ngự của Arsenal bẻ gãy khá dễ dàng. Nếu nắn nót hơn, pháo thủ thậm chí còn có đòn hồi mã thương khi Odegaard và Mastellani phối hợp đẹp mắt, nhưng mà cầu thủ người Brazil lại không thể đưa bóng được vào lưới. Những tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số có lợi cho Arsenal, nhưng chỉ một tình huống hiếm hoi, Tomiyasu đã để Sancho chuyền được bóng vào trong. Cầu thủ người Anh đã tạo nên sự khác biệt. Fred như từ dưới đã chui lên và xông thẳng vào vòng 16m50 của pháo thủ trong sự ngỡ ngàng của các hậu vệ và tung ra đường chuyền như đặt cho Bruno ở phía trong. Cầu thủ này đã dứt điểm tung lưới thủ thành Ramsdale. Arsenal đã không ít lần trung thành với lối đá phòng ngự phản công sau khi đã dẫn được trước. Họ có lý do để làm điều đó một lần nữa trong trận đấu với Manchester United. Tuy nhiên, trong một ngày mà tuyến giữa của pháo thủ đang có một ngày thi đấu dưới sức, đã vô tình góp phần gia tăng sức ép lên hàng phòng ngự của chính đội nhà. Thomas Partey lại một lần nữa có màn trình diễn vô cùng đáng thất vọng. Tiền vệ người Ghana là một trong những cầu thủ có nhiều đường chuyền hỏng nhất ở bên phía Arsenal trong hiệp 1. Nó không chỉ làm mất đi cơ hội tấn công của Arsenal, mà còn đặt hàng phòng ngự của pháo thủ vào một tình thế rất nguy hiểm. Đặc biệt là khi đối thủ của họ là những cầu thủ vô cùng tốc độ như Rashford hay Sancho. McTominay và Fred có thể không quá hay trong tấn công, nhưng về khả năng phòng ngự và đánh chặn, Thomas Partey hoàn toàn bị đánh bại trong hiệp 1. 14 pha tranh chấp trên không so với 8 của Arsenal. 6 trong số đó tới từ một mình McTominay. Con số này của hai tiền vệ pháo thủ là con số không chuẩn chính. Một thống kê hết sức áp đảo của Quỷ đỏ. Mặc dù có rất nhiều vấn đề nơi hàng tiền vệ, nhưng Mikel Arteta vẫn kiên định với những quyết định của mình khi giữ nguyên đội hình khi mà hiệp 2 bắt đầu. Và đã như dự đoán từ trước, Man United vẫn là những người chiếm thế chủ động trong hiệp 2. Sau những sức ép liên tục tới từ đội nhà, điều gì đến thì cũng phải tới. Smith Rowe và Nuno Tavares trong một lần thiếu đi sự kết nối, đánh mất bóng trong chân của Diogo Dalot. Và cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có một pha mở bóng không thể tốt hơn cho Rashford bên cánh phải. Vào lên căng ngang của cầu thủ người Anh là quá gọn gàng để giúp CR7 nâng tỷ số lên 2-1 cho MU. Một kỷ lục của bóng đá thế giới khi đây đã là bàn thắng thứ 800 của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Arsenal cũng không mất quá lâu để tìm được bàn san bằng tỷ số. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Ronaldo,
pháo thủ đã có một màn dàn xếp tấn công rất mạch lạc. Martellani với đường căng ngang như đặt đã giúp Odegaard san bằng tỷ số 2 đều cho đoàn quân của Arteta. Pháo thủ đã chứng tỏ họ hoàn toàn có thể chơi hay và áp đảo trước Man United. Tuy nhiên, sự cầu toàn của Arteta trong hiệp 1 thực sự là một con dao hai lưỡi với đội bóng của ông. Man United trong mùa giải này chưa bao giờ được đánh giá là một hàng phòng ngự tốt. Telles lẫn Dalot đều chỉ là sự lựa chọn số 2 trong đội hình. Nếu Arsenal cứ chơi như vậy khi có bàn thắng mở tỷ số thì chưa chắc Quỷ Đỏ đã có bàn thắng dễ dàng tới như vậy. Nhìn cái cách mà Watford áp đảo Man United và có liên tiếp những bàn thắng, chúng ta đã thấy được Arsenal thực sự tự bắn vào chân mình như thế nào. Sau một giờ thi đấu, kết quả trên sân là 2 đều. Cả hai đội có tỷ lệ kiểm soát bóng rất ngang ngửa, 55 và 45, và có số cú dứt điểm là 11. Quả thực sẽ rất đáng tiếc cho cổ động viên nào bỏ lỡ một trận đấu này, một trận đấu vô cùng cởi mở và hấp dẫn. Jadon Sancho mặc dù có một khởi đầu rất đáng quên với đội bóng chủ sân Old Trafford, nhưng kể từ khi có bàn thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ, cầu thủ người Anh lại đang thi đấu một ngày thăng hoa. Sau bàn thắng đầu tiên của MU, Sancho lại một lần nữa thể hiện nhãn quan chiến thuật của mình khi tung đường truyền sắc lẹm cho Fred băng lên. Đây không phải là lần đầu tiên tuyến giữa của Arsenal bỏ quên cầu thủ này. Và với tốc độ, sức dướn của mình, Fred đã buộc Odegaard phải lúng túng phạm lỗi với anh. Và trên chấm penalty, Ronaldo như thường lệ không mắc một sai lầm nào và giúp Quỷ Đỏ một lần nữa vươn lên. Với việc chỉ còn lại 20 phút và đang bị đối phương dẫn trước, Arteta đánh tung hết những con bài cuối của mình vào sân. Martinelli được chuyển sang trái, Saka vào sân thay cho Smith-Rowe, Nketiah và Lacazette là hai sự thay đổi cho Aubameyang và Odegaard đang chơi cực kỳ mờ nhạt trên sân. Đã có những khởi sắc nhất định trong những cầu thủ được tung vào sân. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là quá ít và Man United thì không phải là Crystal Palace. Họ đủ giá dơ để bảo toàn cách biệt mong manh này. Trận thua 2-3 trước Quỷ Đỏ đã khiến Arsenal đánh mất cơ hội vào top 4. Đây cũng là một gáo nước lạnh vào tâm lý của đội bóng chủ sân Emirates khi để đối phương lội ngược dòng. Arteta chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Khi mà chỉ còn 3 ngày nữa thôi, Arsenal phải tiếp tục đối mặt với một đội bóng không hề dễ chơi, Everton. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng tới với màn chấm điểm sau trận đấu này. Aaron Ramsdale 6/10. Ramsdale vẫn rất chắc chắn trong khung gỗ. Cả 3 bàn thắng của MU đều không phải là lỗi của cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, Ramsdale thực sự cần phải cải thiện khả năng chuyền bóng của mình khi những đường phất bóng dài của anh đều đưa bóng tới đầu của các cầu thủ bên phía đối diện. Tomiyasu 8/10. Tomiyasu đã bị cướp đi một quả penalty khi Maguire đã phạm lỗi khá thô với anh. Một ngày thi đấu rất xuất sắc của cầu thủ người Nhật khi anh gần như đã ngăn chặn hoàn toàn những pha đi bóng của Sancho bên phía cánh trái. Hai bàn thua của Arsenal từ đường chuyền của Sancho đều là lỗi của tiền vệ khi không theo kèm Fred chứ không phải là lỗi của Tomiyasu. Benjamin White 7/10. Một ngày thi đấu tròn vai của Ben White không dưới một lần cứu thua cho Arsenal trong vòng cấm. Những tình huống MU ghi bàn đều không phải là từ vị trí của anh. Gabriel Magalhaes 6/10. Gabriel có thể làm tốt hơn trong bàn thua thứ hai của pháo thủ. Tuy nhiên anh lại tỏ ra khá chần chừ và để Rashford giành chân tung ra đường kiến tạo cho CR7. Nuno Tavares 7/10. Nuno Tavares có một ngày thi đấu tròn vai khi anh có lẽ là cầu thủ duy nhất bên cạnh Martinelli luôn nỗ lực giúp Arsenal triển khai bóng lên phía trên. Trong một ngày mà Smith Rowe thi đấu dưới sức, Tavares vì vậy không có quá nhiều cơ hội để hỗ trợ từ người đồng đội của mình. Thomas Partey 4/10. Partey vẫn tạo ra được một vài tình huống sáng nước cho Arsenal, đặc biệt là những pha kiến tạo dành cho Martinelli ở bên phía cánh phải. Tuy nhiên, công không đủ bù tội. Thomas Partey yếu cả về tranh chấp lẫn chính xác. Cầu thủ người Ghana chuyển hỏng quá nhiều. Arteta chắc chắn nên cân nhắc về việc Partey tiếp tục đá chính trong trận đấu tiếp theo, khi đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ này thi đấu kém như vậy. Mohamed Elneny 7/10. Một màn trình diễn tròn vai của cầu thủ người Ai Cập. Trong lần nếm mòi được đá chính, năng lượng và sự xông xáo của Elneny đã giúp ích rất nhiều cho lối chơi của pháo thủ. Martin Odegaard 5/10. Odegaard vẫn giữ điểm mạnh là khả năng phá pressing và những đường truyền tạo đột biến của mình. Tuy nhiên, nó là chưa đủ. Sự yếu kém về mặt chuyên môn phòng ngự và lệch nhịp với những mũi nhọn tấn công đã khiến cầu thủ người Na Uy không thể tạo nên bất cứ sức ép nào. Ngoài bàn thắng được ghi ra, Odegaard thực sự thi đấu rất tệ trong ngày hôm nay. Gabriel Martinelli 7/10. Cầu thủ thi đấu hay nhất trên hàng công của pháo thủ. Nhanh, mạnh và trực diện, Martinelli là cầu thủ duy nhất khiến hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ phải toát mồ hôi với những pha xử lý của anh.
Aubameyang 4/10. Chúng ta đã nói quá nhiều về màn trình diễn tồi tệ của đội trưởng trong những trận đấu gần đây. Và trận đấu này cũng không phải là ngoại lệ. Chậm chạp, lạc lõng và vô duyên. Có lẽ tới lúc Arteta có sự thay đổi ở vị trí này. Emile Smith Rowe 6/10. Trong một ngày mà các cầu thủ trên hàng tấn công thi đấu kém hiệu quả, Smith Rowe bắt buộc là cái tên gánh vác tạo nên sự đột biến cho Arsenal. Chính vì vậy, việc làm mất bóng sẽ gia tăng khi cầu thủ người Anh phải thi đấu mạo hiểm nhiều hơn. Một ngày thi đấu không may mắn dành cho cầu thủ này. Dương Tâm Tâm cơ lấp thì uy tín, Dương Tâm Tâm cơ lấp thì quá uy tín. Chế khi ghi nhìn lên game khách, bạn đi biết có tâm hồn. Gió siêu khủng và siêu châu, tỷ lệ ăn cực cao thu. Tìm núi sao như người hỏi lên đỉnh bao lâu. Điện bài bắn kẻ đại sổ. Điện bài vào chơi là thắng bởi vì không ai sẽ phải ra về. Điện bài bắn kẻ đại sổ. Nha mọi người ơi, đây là một trong những game đang rất là hot. Tính như là làm cái lắp thì quá ít đi. Em nó tải, em ấn vào cái link tải.